Hoàng Sơn xin chào bà con ha. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ giúp cả nhà mình phân biệt hai dòng máy trợ thính không dây, loại xịn và loại thường. Đó, thì cái loại xịn đó là mình sản xuất tại Nhật ha. Cái này là máy trợ thính không dây sản xuất tại Nhật là 2.150.000. Còn những cái loại thường thì giá tầm khoảng vài trăm ngàn thôi. Bên cạnh đó đó thì có những cái hàng giả, hàng nhái thì họ sẽ bán gần giống với cái giá của hàng xịn, nhưng mà là hàng giả, hàng nhái nha. Nên là Hoàng Sơn khuyên cả nhà này, một là mua hàng xịn, hai là mua hàng bình thường thôi để xài đỡ. Chứ còn mà mình thích những cái dòng rẻ mà mua trúng cái hàng giả hàng nhái như vậy á thì không có nên ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra bên trong nghe. Thì bên trong mình cái dòng máy xịn nha. Này 2.150.000 giá của hãng ha. Thì cả nhà thấy là cái máy thì cái thân máy nó cỡ ngón tay út nè, gắn trên bàn tay. Đó. Còn cái lo rời á, nó không có cộng dây điện nào hết nha, mà âm thanh nó sẽ truyền trong một cái ống. Nó truyền trong một cái ống mình gắn vào như thế này. Đó, cả nhà thấy âm thanh nó sẽ đi thẳng vào bên trong đây. Thì Hoàng Sơn có cái video hướng dẫn cả nhà mình cách lựa chọn và sử dụng máy trợ thính của Nhật rồi. Mình có thể cắt ngắn cái cọng dây để nó ôm sát vô tay, nó sẽ không bị rớt. Rồi cả nhà ha. Rồi thì cái âm thanh dòng máy chính hãng á, nó rất là trong suốt và nó khá là bền. Rồi còn dòng máy rẻ tiền hơn thì cả nhà mình thấy nè, nó có vài trăm ngàn thôi. Thì nếu mà mình mua để xài đỡ thì được, nhưng mà mua để xài lâu dài á, Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên mua dòng tốt để cho nó tốt cho sức khỏe. Thì cái máy này cả nhà thấy, đây mình có cái đầu nhựa gắn vào. Thì bên ngoài mình là một cái lo nha, chứ không phải là cục nhựa dẻo. Nè cả nhà nhìn phân biệt nè ha. Bên đây là một đầu nhựa dẻo, không có cái lo nào hết, không có cộng dây điện nào hết. Còn cái máy loại thường thì nó là nguyên một cái lo nguyên cục luôn nè. Và đây là cái cộng dây điện. À, cả nhà thấy không? Nó vẫn to to cũng cả ngón tay út mình. Đó. Nhưng mà âm thanh nó sẽ nghe không hay bằng và cái tuổi thọ nó thấp hơn. Và do đây là dòng máy rẻ tiền. Thì Hoàng Sơn nhắc lại là cả nhà mình, một là mua cái dòng máy xịn để xài tốt cho sức khỏe ha, và mình ông bà mình lớn tuổi á, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn nếu mà mua xài đỡ thì mình mua những cái dòng giống như thế này. Còn nếu mà như hàng giả, hàng nhái á, nhái y chang luôn. Nhưng mà có những cái model là họ sản xuất ở Trung Quốc hoặc Đài Loan. Còn đây là sản xuất tại Nhật nha. Thì nhìn giống y chang luôn, giá có thể rẻ hơn một chút và cái tuổi thọ của nó sẽ kém hơn, hoặc là hãng không có bảo hành. Tại hiện giờ mình nhập khẩu chính hãng á, mình sẽ được bảo hành và sau này hư á, mình cũng có thể có linh kiện để sửa chữa thay thế. Rồi, Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình vài thông tin để mình giúp phân biệt là dòng máy trợ thính tốt nè, dòng máy rẻ tiền, và bên cạnh đó là cái dòng giả, dòng nhái. Rồi, nếu mà có gì thắc mắc thì bà con mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới để Hoàng Sơn tư vấn kỹ hơn và cách sử dụng các dòng máy này. Bên cạnh đó còn có máy trợ thính có dây, máy trợ thính siêu nhỏ. Chúc ông bà mình nhiều sức khỏe ha. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.